thể loại game hành động luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ phía game thủ. Bởi game cần người chơi có một phản xạ nhanh chóng, chính xác và đúng thời điểm để vượt qua những trở ngại. Một số tựa game hành động còn có cốt truyện lôi cuốn cùng nhiều pha đánh đấm thi triển đòn thế đẹp mắt. Và nó cũng phù hợp với đại đa số mọi lứa tuổi. Chính vì vậy, thể loại game này luôn đứng top đầu trên các bảng xếp hạng game mobile. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Token Channel. Trong video này hãy cùng mình tìm hiểu top 5 game hành động đánh đấm hay cho mobile trong năm 2017 này nhé. Honkai Impact phần 3. Đây là một game mobile 3D thuộc thể loại ARPG có đề tài kỳ ảo và được phát triển bởi công ty miHoYo. Game đặc biệt gây ấn tượng với phong cách thiết kế đồ họa đậm chất anime Nhật Bản. Đồng thời game cũng có cơ chế chiến đấu hành động hiện đại, đảm bảo mang tới trải nghiệm hết sức lôi cuốn, chẳng thua kém game PC hay console là mấy. Một trong những điểm hấp dẫn của tựa game này chính là việc áp dụng đồ họa 3D hoàn chỉnh, xây dựng nên một thế giới giả tưởng rộng lớn cùng hệ thống nhân vật sinh động có độ chi tiết cao. Implosion. Game được phát hành vào tháng 4 năm ngoái và đã gây được tiếng vang lớn trong ngành công nghiệp sản xuất game di động. Game có lối chơi nhập vai hành động pha trộn với thể loại chặt chém cực kỳ hấp dẫn. Tiết tấu trong mỗi trận đấu được đẩy với tốc độ nhanh nên càng làm người chơi hào hứng. Game thủ sẽ không ít lần phải chạm trán với số đông quái vật, phải đơn thương độc mã xông pha trận mạc. Cũng nhờ vậy mà bạn sẽ thỏa sức chặt chém và càng quét. Bên cạnh lối chơi, đồ họa trong game cũng góp phần không nhỏ. Game với tạo hình nhân vật robot mang phong cách anime Nhật Bản, cùng với hiệu ứng ánh sáng và cháy nổ được thực hiện rất chân thật. Hero Genesis. Được phát triển bởi studio Hàn Quốc G9. Lối chơi của game là sự kết hợp giữa thể loại hành động nhập vai chặt chém đã tay pha lẫn chút chiến thuật. Ở đó sẽ có tới 16 nhân vật khác nhau để người chơi lựa chọn, và bạn sẽ phải xây dựng đội ngũ chiến đấu với 3 thành viên. Tương ứng với mỗi chiến thuật, người chơi có thể triệu hồi siêu vũ khí để tấn công và đánh bại kẻ địch. Ngoài chế độ chơi theo cốt truyện, game cũng sẽ mang đến một đối kháng thời gian thực và một chế độ thách thức nơi mà bạn có thể chiến đấu cùng với những người chơi khác. Lineage phần 2 Revolution. Trong game, người chơi có thể nhập vai một trong ba lớp nhân vật riêng biệt.
Bên cạnh đó, bạn còn được lựa chọn một trong bốn chủng tộc để mang đến chiến trường. Ngoài việc sở hữu nền đồ họa 3D tuyệt đẹp, thì gameplay cuồng bạo với nhịp độ nhanh trong game cũng khiến cho bất kỳ ai cũng phải tấm tắc ngợi khen. Những chiêu thức kỹ năng của nhân vật được tung ra liên tục tạo thành chuỗi combo kéo dài, đi kèm với các hiệu ứng có sức mạnh điên cuồng rút máu nhanh chóng làm kẻ thù không kịp trở tay. Điều đáng tiếc là vẫn chưa rõ bao giờ game mới được phát hành rộng rãi trên toàn thế giới. Với thành công lớn tại Hàn Quốc thì rõ ràng trò chơi này sẽ khiến game thủ toàn thế giới phải ngày trong đêm ngóng. Thirteen Suit. Đây là một game mobile 3D thuộc thể loại hành động nhập vai có đề tài võ hiệp. Ưu điểm đầu tiên của game phải kể tới là nền tảng đồ họa 3D siêu đẹp thuộc hạng nhất nhì trên mobile hiện nay. Các chiêu thức võ công và đoạn thể chiến đấu trong game có cử động rất hoa mỹ và được áp dụng hiệu ứng tốt, khiến người chơi cảm nhận được tính uy lực lôi cuốn vô cùng. Với mục tiêu khai thác hoàn toàn các màn đối kháng mang đậm chất hành động, game hứa hẹn mang tới một làn gió mới cho cơ chế PvP trên nền tảng di động. Bạn đánh giá như thế nào về năm tựa game này? Hãy cho mình biết ý kiến bằng cách comment bình luận của bạn bên dưới video này. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ Token Channel và cập nhật những thông tin game và công nghệ thú vị mỗi tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.